Chào cô chú anh chị ha. Đây. 540 XP Mark 3 là tay dài đây nè mọi người. Tay ngắn nó khác ha. Tay ngắn em có quay còn lên rồi em bán luôn luôn rồi nha. Con tay ngắn nó đang bán trong một nốt nhạc nha mọi người. Chứ không phải là còn đâu. Có những cái ấy, em nói thật, mình tại vì mình ít tiếp xúc nên mình cứ cho nó là khó khăn. Nhưng mà đã tiếp xúc rồi mình lại yêu thích nó. Nó rất là đơn giản mọi người. Cái việc rất đơn giản. Còn cái video của em, cái kênh của em bán hàng thì em nói thật là em cũng nói nhiều rồi, giải thích cũng nhiều rồi, nói to tiếng cũng nhiều rồi, cứ nhắc đi nhắc lại thôi thì em vẫn nhắc thôi. Những cô chú anh chị mới vào xem thì vui lòng dành chút thời gian mình tìm hiểu, mình xem nhiều video trong cái kênh đó để mình coi thử người ta làm ăn có chuẩn chỉ không, có uy tín không, có tốt hay không để mình mua hàng cho nó an tâm. Còn cái cách thức mua bán ấy, thì người ta đã quy định và người ta làm rất là lâu rồi. Mình thấy nó không hợp lý thì mình có thể bỏ qua, không cần phải gọi điện thoại đâu mọi người. Mình đã thấy cái cách thức mua bán là không thu hộ, không ship COD, chuyển khoản trước thì mình thấy không hợp lý thì mình không cần phải gọi đâu. Em nói thật, gọi thì mình cũng đâu có tin đâu mà mình mua hàng đó. Nên em lúc nào em cũng khuyên bảo cô chú anh chị, dù bất kỳ nơi nào nó có ship code hay không ship code thì hãy vào cái kênh hoặc là cái trang cá nhân để xem thử cái con người đó, người ta bán cửa hàng đó, người ta bán nó như thế nào, có độ uy tín hay không để mình mua hàng. Đó là điều tất yếu. Còn mình không có dành thời gian để mình tìm hiểu ấy thì mình mua hàng rất dễ bị lầm, bị mất tiền on rồi này kia rất là nhiều, bị lừa đảo này kia rất là nhiều. Đó. Mình có thể gọi trực tiếp video để mình xem hàng, xem con người ta nó như thế nào, xem cửa hàng người ta nó ra sao để mình xác minh cái độ uy tín. Đó là điều cơ bản em nói rất là nhiều rồi, nhưng hầu như là có khá nhiều cô chú anh chị vào chỉ chăm chăm vào cái việc là lấy số điện thoại xong rồi gọi thôi, chứ mình không có chịu xem gì cả. Em nói thì nó hơi mất lòng một tí nhưng mà em thà nói thẳng để cho cô chú anh chị biết để mình không phải lăn tăn. Có rất là nhiều cô chú anh chị lần đầu mua cũng rất là hồi hộp, mua của em lần đầu mà chuyển hết tiền rất là hồi hộp, sợ thằng này nó có giao hàng hay không, hay là nó lừa đảo, hay nó giao tới, nó giao cục gạch tới, hay giao cho cục đất hay khúc cây. Cái tâm lý đó em cũng là người bán nhưng mà em cũng là người mua. Em cũng mua kinh khủng hơn mọi người, nghĩa là em mua kiểu như mua lô hàng hàng trăm triệu mà chuyển tiền hết cho bên Nhật ấy, người ta ở bên Nhật thôi, cái kho người ta bên Nhật, chuyển hết cho người ta bên Nhật. Em còn hồi hộp hơn rất là nhiều lần so mọi người. Mọi người nhớ này, cái đợt năm nay này, năm trước cũng có, đợt năm nay vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 bắt đầu cảng nó đóng container nên là hàng nó không có ra được. Mọi người thấy nó rất là hiếm hàng, rất là ít hàng và giá nó rất cao. Mỗi nên là những cái lô hàng bọn em đặt thì em nói là nó rất là nhiều cái vấn đề. Đó. Cái việc mà em chuyển khoản hết bên kia vài trăm triệu ấy, mà từ tháng 4 mọi người nhỉ, từ tháng 4 mà tới bây giờ là tới tháng tháng 10 này mới cho ra công thì mọi người mấy tháng trời, mà ví dụ như một lô hàng mấy trăm triệu, cứ một lô hàng mấy trăm triệu thì mọi người nghĩ đi, nó dồn lại biết bao nhiêu là tiền mà mình còn hồi hộp hơn cả cô chú anh chị bỏ ra 1, 2, 3, 5, 7 triệu mua một món hàng nữa. Nó kinh khủng hơn nữa mọi người. Có nhiều khi mà mất tiền là em nói giống như phá sản luôn vậy. Cái đâu đơn giản mọi người. Nhưng mà làm gì mình cũng sẽ tìm hiểu họ, tìm hiểu cái người mà mình chuyển tiền, mình đưa tiền, tìm hiểu về một chút về họ thì mình mới tin tưởng. Đó. Còn những cô chú anh chị mà cứ khăng khăng là phải gửi hàng tới xem hàng mới trả tiền á, thì ở chỗ này của em nhắc lại là em không làm việc đó, không có cái nhu cầu đó. Bên em là bán hàng người thật việc thật, cô chú anh chị xem kỹ tin tưởng mình mua, còn mình có thể bỏ qua cũng được. Đó. Mình vui vẻ với nhau. Đó.
Trong này á thì là con máy Huawei 540 XP Mark 2. Đó là đời này là tay dài, đời tay dài nha cô chú anh chị. Đời tay dài. Máy thì nó cũng đã có sử dụng rồi nhưng mà nó xài giống như xài nước nên là nó rất là mới. Đây có đồ nhớt nha mọi người, đó đồ nhớt đó. Nắp nhớt này thì em gắn vô cho nha. Nắp nhớt này em gắn vô cho. Nắp nhớt này em gắn cho. Khởi động mấy con này thì rất đơn giản mọi người. Kéo ra đẩy lên là đóng E, kéo ra nha, kéo ra đẩy lên là đóng E. Đó Star này, Star là đóng E. Sau khi giật vài cái cho nó lên sang thì đẩy xuống một nấc là khởi động, là nút khởi động. Mình giật cho nó nổ, mình dùng, mình muốn tắt thì mình nhấn xuống. Đó. Công tắc này là công tắc kết hợp nên là khi mình nhấn nó không có giữ đâu nha, nhấn là nó tự tắt rồi thả, nhấn tắt thả. Đó. Còn có số series luôn đây nha mọi người. Rồi. Tìm mát lịch sử 540 ốp lam thì em gắn ốp lam zin của nó ra nha mọi người, này tháo ra cho mọi người xem thôi. 39cc này, 40cc để ý chữ 39cc nằm 40 ly nha. Chắc gia đình hay là mọi người đi khai thác các cây khai thác mà tầm trung ấy, tầm trung những cái cây vừa phải ấy, thì cũng rất là ngon nha. Không, nó có dùng rồi là có cái khói bụi này. Khói nó tạo cái muộn khói nhưng mà rất là đẹp nha. Nhưng mà kiểu như mọi người thấy nhìn vào cái chuông không ai nghĩ là nó dùng đâu mọi người. Em nói thật luôn, nhìn vào cái chuông không ai nghĩ là nó dùng đâu. Đó cô chú anh chị. Cái chuông hầu như là nó không có cái vết của cái gang xích luôn á. Nghĩa là nó dùng không biết là cái dùng kiểu gì. Này sản xuất 2023 luôn nè mọi người. Nói chung là mấy cái lô hàng này là mới gần đây không mọi người. Chứ nó không có phải xa. Như mới mọi người ha, mặt tiền nhìn như mới. Là biết nó dùng ít hay không, dùng nhiều liền. Một phần là cái ngầm rồng này nữa mọi người. Nó y chang cái con tay ngắn nha mọi người. Đó. Nên mọi người hiểu vì sao công suất 39cc con tay ngắn nó khỏe cỡ đó à. Này nó nổ luôn nha cô chú anh chị. Này không phải là nó nổ là do bọn em sẽ đổ xăng nhớt, pha nhớt xăng pha nhớt vào để thử máy cho nghe tiếng nổ để biết. Kéo ra đóng lên. Này em giật thử đây. Này hơi phiêu quá mọi người. Giật ở trên cái ghế nó hơi phiêu mọi người. Cái tiếng nó rất là khác biệt so với những, tại vì cái bộ chế của nó đều với lại cái bộ chế của nó làm cho nó hiểu, nó căn chỉnh cho cái tiếng máy của nó khá là vip nha mọi người. Nhiều người bảo cái chế nó có những dây điện như thế này kêu là gọi là chế điện thì sử dụng nó khó khăn nào này kia, nhưng mà thật chất em nói là rất là vip. Tại mình không tiếp xúc thôi, mình tiếp xúc dần thì mình sẽ quen thôi. Công nghệ mà. Cũng như mình xài những cái đời cũ thì mình cứ khăng khăng như vậy. Chứ mà nó càng cải tiến hơn, nó nhiều chức năng hơn thì nó sẽ có nhiều cái tốt hơn, đâu phải. Mọi người nhìn cái dây này. Đó. Nhìn cái dây ai biết nó dùng được không?
bỏ trên cái ghế giật hơi khó khăn tí nha mọi người, thông cảm. Đầu máy đủ đồ nha, làm ốp lam với lại lắp nhớt em gắn đủ luôn.